giờ canh thức và cầu nguyện đại kết sắp được bắt đầu. Chúng con xin hân hoan chào đón Đức Cha, quý mục sư, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, thầy truyền đạo và cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp thông cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Trước tiên chúng con xin giới thiệu có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và là giám đốc của Đại chủng viện Thánh Giuse. Cha Francisco Xavier Bảo Lộc, giám đốc trung tâm mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban đối thoại liên tôn và đại kết Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Mục sư Trần Thanh Truyện, Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm. Mục sư Lê Phong Thắng, thành viên mục sư trẻ là bạn của nhóm chúng con, nhóm TG rất là gần gũi, là mục sư Võ Nhân Từ. Và trong sẽ có một số các mục sư đang trên đường tới. Con xin giới thiệu luôn nữ mục sư Phạm Hồng Nhân, ông bà mục sư Võ Xuân Loan và mục sư Phương Văn Tân thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng Việt Nam. Mục sư Lê Minh Phương, Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn. Và chúng con hân hoan chào đón các tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh năm 4 thần học. Giờ cầu nguyện sẽ được bắt đầu. Sẽ có hai phần là phần canh thức và phần cầu nguyện đại kết. Và diễn tiến buổi cầu nguyện sẽ diễn ra liên tục và sẽ không có cái phần giới thiệu. Xin cảm ơn quý cha, quý mục sư và cộng đoàn. Kính thưa quý cộng đoàn, tối mai thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023, tại quảng trường Thánh Phêrô tại Roma, những anh chị em trong Đức Kitô sẽ tụ tập lại với nhau từ mọi tầng lớp xã hội và từ khắp nơi trên thế giới. Họ là thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục, là giới trẻ tham gia cuộc gặp mặt Together, là các nhà lãnh đạo và đại diện từ các giáo hội và các hệ phái Kitô giáo khác nhau. Tối nay, tại Sài Gòn, chúng ta cũng gặp nhau ở đây trong sự hiệp thông với nhiều người khác trên khắp thế giới. Là những người hành hương đức tin, chúng ta vui mừng được cùng nhau bước đi và cầu nguyện. Chúng ta cũng hiệp thông với nhiều cơ đốc nhân đang cầu nguyện với chúng ta trong cộng đồng địa phương của họ. Khi chúng ta đổi mới, mong muốn và cam kết cùng nhau bước đi hướng tới sự hiệp nhất, trái tim chúng ta tràn ngập lòng biết ơn đối với những món quà mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta dọc theo những sự kiện vừa qua giữa các bạn trẻ chính thống giáo, công giáo và tin lành ở Sài Gòn hay qua con đường công nghị của giáo hội công giáo đã bước đi kể từ tháng 10 năm 2021. Cách đặc biệt, chúng ta muốn phó thác cho Chúa Thánh Thần, các thành viên của hội đồng sẽ quy tụ cầu nguyện trong 3 ngày để chuẩn bị cho lễ khai mạc chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo lần thứ 16 vào ngày 4 tháng 10. Và giờ đây, chúng ta sẽ bắt đầu buổi canh thức và sau đó là phần cầu nguyện với 4 biểu hiện của lòng biết ơn xen kẽ với các bài hát về những món quà mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta và trách nhiệm của chúng ta đối với những món quà này. Thứ nhất, biết ơn vì hồng ân hiệp nhất và hành trình liên đới. Con mến chào quý cha, quý mục sư, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em đang hiện diện nơi đây trong tình hiệp nhất yêu thương của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Con xin được tự giới thiệu,
con tên là Đăng Khoa, là tín hữu thuộc chính thống giáo. Ngày hôm nay con rất vinh dự được đứng tại đây để chia sẻ cảm nghiệm của con về chuỗi chương trình Together, cuộc quy tụ dân Chúa tại Việt Nam. Từ trước tới nay con chưa từng tham gia một sự kiện quy tụ nào quy mô như thế này. Con không biết gì về TG, cũng chưa từng gần gũi hay tiếp xúc với các anh em tin lành hay các giáo hội khác. Có lẽ ấy cũng là dịp chín mùi mà Chúa cho con biết đến Together thông qua lời giới thiệu của một anh trong cộng đoàn của con, để con có cơ hội được học hỏi, được đối thoại, được hiểu và để trưởng thành hơn trên hành trình đức tin của mình. Và bài học lớn nhất mà con được học trong chuỗi chương trình Together vừa qua chính là học cách yêu thương anh em mình. Con xin phép được đọc một đoạn kinh thánh trích trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 4, từ câu 20 đến câu 21, có chép rằng: Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ người: ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Như đoạn kinh thánh trên đã chép, ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Vậy chúng ta có làm đúng lời răn mà Chúa đã truyền chưa? Chúng ta có từng ghét anh em của mình không? Chúng ta có từng vì sự khác biệt, vì nguyên tắc và tranh chấp đã bắt bớ và đặt điều cho anh em của mình không? Vậy chúng ta đã yêu thương Thiên Chúa chưa? Bản thân con trước đây là một người bảo thủ cứng nhắc và rất khó gần gũi. Nhưng khi con học cách mở lòng, bước chân vào hành trình Together, con chợt nhận ra những định kiến cố hữu của mình từ trước đến nay hoàn toàn vô căn cứ. Và con đang thiếu lòng bác ái, thấu hiểu cho anh em của con. Tại trung tâm giải cứu Nixi ngày 23 tháng 9 vừa rồi, con đã được anh em tại nơi đây chào đón và yêu thương như một gia đình. Chúng con cùng nhau nắm tay hát lên những lời ca chúc tụng Thiên Chúa. Chúng con cùng ngồi ăn và uống với nhau, không có một sự phân biệt nào cả. Và ngay giây phút đó, những lời đồn thổi và định kiến của con về người anh em tin lành dường như hoàn toàn biến mất. Cục đá nguyên tắc và nút thắt chia rẽ trong lòng của con dường như được tháo gỡ. Tạ ơn Chúa. Chương trình workshop ngày thứ hai vừa rồi, vì nhà con khá xa nên con không thể tham dự được. Nhưng anh chị em của con tham dự chương trình ngày hôm đó đã kể cho con nghe rằng hôm đó mọi người ngồi quây quần với nhau như hiện tại nè. Và không có ai khoác lên mình một nhãn hiệu giáo hội riêng lẻ, mà giờ đây chỉ xem nhau là con cái Thiên Chúa. Để có thể hiểu nhau, học cách chia sẻ lòng mến với nhau trong tình hiệp nhất. Và sự kiện khiến con xúc động nhất có lẽ là đêm nhạc chúc tụng Chúa vào thứ tư vừa rồi, khi chứng kiến anh chị em của mình không phân biệt giáo hội đã quy tụ nắm tay nhau hòa ca chúc tụng trong tình yêu mến Thiên Chúa. Trong một khoảnh khắc nào đó, con dường như đã thoáng nhận ra hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của thiên đường tại nơi đây, khi mọi dân tộc, ngôn ngữ và quốc gia đang cùng nhau thờ phượng trong sự hòa hợp hoàn hảo. Này đây, không còn sự phân rẽ ngôn ngữ hay niềm tin, thay vào đó là sự hiệp nhất trong tình yêu thương hướng về Thiên Chúa. Có những giọt nước mắt đã rơi, có những tâm hồn được hoán cải, có những cục đá định kiến bị phá vỡ. Ấy là giây phút đẹp nhất mà con cái Thiên Chúa, anh em một nhà từ muôn nơi đổ về thăm cha của mình, nơi mà con gọi thân thương bằng hai tiếng gia đình. Tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con ngày hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con cùng. Gospodi bo milui, tebe Gospodi. Amen.
Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con ra điều bất hòa chia sẻ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Vì Ngài đưa sai đến để tìm chiến khắp nơi xa xôi, vì rằng Cha sai đến để đưa về đàn chiên duy nhất, thì nay nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhân chúng con trong Chúa. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Người người mỗi dân nước cũng là con của Cha trên trời, được Ngài thương cứu vớt bởi một lần hy sinh vô giá. Thì nay nguyện xin Chúa thành nên bánh thơm ngon lành. Tựa ngàn chuông nho chín ép nên thành rượu nho tinh khiết. Thì nay nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhân chúng con trong Chúa. Trong tình yêu Chúa, xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha. Biết ơn tha nhân là món quà của Thiên Chúa. Hãy nới rộng lều, có nghĩa là những người
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bóng thấy bao người xao xuyến với đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi. Cho dù tôi yếu đuối, nhưng Ngài ban sức mới khi bàn chân bước tới, đức tin cậy trông. Đêm ngày tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu khiến tôi ích lợi cho bao người kia. Nhanh quá nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi. Chần chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Nương khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu. Nông trường hay sương mây, đô thành hay núi thẳm, tin lành vang khắp chốn, Chúa yêu tôi nhân. Tôi truyền danh Giêsu, hy vọng cho mọi người, cứu ân đến từ trời, bình an vui tươi. Không nề chi khốn khó, không sợ chi áp bức, vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi nơi. Đêm ngày tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu khiến tôi ích lợi cho bao người kia. Nhanh quá nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi. Chân chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu. Nhanh quá nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi. Chân chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn kinh, mỉa mai tôi không sợ chi. Nương khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu. Thứ ba, biết ơn vì quà tặng hòa bình. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Matthew chương 5, câu 9. Ở mọi thời đại, hòa bình vừa là món quà từ ơn trên, vừa là kết quả của sự dấn thân chung. Thật vậy, chúng ta có thể nói về một khoa kiến trúc của hòa bình mà các thể chế khác nhau của xã hội đóng góp vào đó, và một nghệ thuật của hòa bình bao gồm mỗi người chúng ta cách trực tiếp. Tất cả có thể cùng nhau hợp tác để xây dựng một thế giới hòa bình hơn, bắt đầu từ trái tim của mỗi người và từ các mối quan hệ trong gia đình,
trong xã hội và với môi trường, cho đến các mối quan hệ giữa các dân tộc và quốc gia. Giữa những khó khăn, chúng ta có thể thực hành kiểu đối thoại giữa các thế hệ này. Chúng ta có thể bám rễ vững chắc vào hiện tại và từ đây nhìn lại quá khứ và hướng đến tương lai. Nhìn lại quá khứ để rút kinh nghiệm và chữa lành những vết thương cũ mà đôi khi chúng ta vẫn còn trăn trở. Hướng đến tương lai để nuôi dưỡng lòng nhiệt thành của chúng ta, khiến ước mơ xuất hiện, đánh thức những lời ngôn sứ và giúp hy vọng nở rộ. Bằng cách này, khi đoàn kết, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Vì nếu không có rễ, làm sao cây cối sinh trưởng và kết trái? Việc làm là nhân tố không thể thiếu trong việc xây dựng và gìn giữ hòa bình. Nó là sự thể hiện bản thân và những tài năng của chúng ta, nhưng cũng là sự dấn thân, vất vả và sự hợp tác của chúng ta với những người khác. Bởi vì chúng ta luôn làm việc với hoặc vì ai đó. Nhìn theo quan điểm xã hội rõ ràng này, việc làm là nơi giúp chúng ta học cách đóng góp phần của mình cho một thế giới tươi đẹp và đáng sống hơn. Giờ đây, xin mời cộng đoàn hãy cùng nhau đọc lời nguyện của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Tất cả anh em, thông điệp về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, hãy tỏ cho chúng con vẻ diễm lệ của Chúa, phản ánh nơi mọi dân tộc trên mặt đất này, để cho chúng con lại nhận biết rằng tất cả mọi người đều quan trọng và cần thiết, là những gương mặt khác nhau của cùng một nhân loại được Thiên Chúa hết mực yêu thương. Amen. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ quyền năng của Chúa, để con đem yêu thương vào đây oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Chết đi là khi vui sống.
sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí. Thứ tư, biết ơn về món quà của tạo hóa. Hàng năm, các giáo hội chúng ta cử hành hồng ân sáng tạo trong mùa thụ tạo từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Hãy để công lý và hòa bình tuôn trào là chủ đề của mùa thụ tạo đại kết năm nay, được gợi hứng từ lời của ngôn sứ Amos. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Chúng ta hãy hòa vào dòng sông hùng vĩ bằng cách biến đổi con tim của chúng ta. Điều này là cần thiết đối với bất kỳ sự biến đổi nào khác. Đó chính là sự hoán cải sinh thái mà Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyến khích chúng ta thực hiện. Đổi mới mối tương quan của chúng ta với thụ tạo, để chúng ta không còn coi thụ tạo như một đối tượng để khai thác, mà thay vào đó trân trọng nó như một món quà thánh thiêng từ đấng tạo hóa. Hơn nữa, chúng ta cần nhận thức rằng một cách tiếp cận toàn diện đòi phải thực hành tôn trọng hệ sinh thái theo bốn chiều kích tương quan với Chúa, với anh chị em của chúng ta hôm nay và ngày mai, với tất cả thiên nhiên và với chính mình. Chúng ta hãy đóng góp vào dòng chảy của dòng sông hùng vĩ này bằng việc thay đổi lối sống của mình, khởi đi từ sự ngưỡng mộ biết ơn đối với đấng tạo hóa và thụ tạo. Chúng ta hãy ăn năn về những tội lỗi sinh thái của mình. Như người anh em của tôi, Thượng phụ Đại Kết Bartholomew đã thúc giục: những tội lỗi này gây hại cho thế giới tự nhiên cũng như cho anh chị em của chúng ta. Với sự trợ giúp của ân sủng Chúa, chúng ta hãy áp dụng lối sống bớt lãng phí và tiêu thụ không cần thiết, đặc biệt là ở những nơi quy trình sản xuất độc hại và không bền vững. Và giờ đây, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tiến lên cung thánh và dâng lên Thiên Chúa một nhành hoa để tạ ơn Người về những món quà mà Ngài đã trao ban cho chúng ta.
Assumus Sancte Spiritus, Assumus Sancte Spiritus, veni ac nos attesto nobis, veni ac nos attesto nobis, Assumus Sancte Spiritus, Assumus Sancte Spiritus. Veni ad nos attesto nobis, veni ad nos attesto nobis.
Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ hợp nhân danh Chúa. Chỉ có Chúa là đấng hướng dẫn chúng con. Xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con. Xin dạy chúng con lối đường phải đi và cách bước đi trên lối đường đó. Chúng con yếu đuối và tội lỗi. Xin đừng để chúng con gây xáo trộn, đừng để chúng con u mê xa nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hoạt động mọi nơi mọi thời trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con mãi mãi đến muôn đời. Amen. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Vậy tôi, một người tù trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy đi đứng sao cho xứng với thiên triệu. Do đó, Thiên Chúa đã kêu gọi anh em hết lòng khiêm nhượng và hiền từ với Đức Đại Lượng, chịu đựng lẫn nhau trong lòng mến, hăng hở duy trì sự hiệp nhất của thần khí trong dây liên kết hòa thuận. Chỉ có một thân mình và một thần khí, cũng như bởi thiên triệu Thiên Chúa đã kêu gọi anh em vào cũng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép thanh tẩy. Chỉ có một Thiên Chúa và là Cha mọi người hết thảy, đấng trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Ân điển khác nhau nhưng vì một thân mình, mọi người chúng ta đã được ân sủng ban xuống tùy theo lường ân lộc của Đức Kitô. Alleluia, 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 alleluia. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi ơi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Công trình Ngài lạy Chúa quá thiên hình vạn tráng, Chúa hoàn thành tất cả mọi khôn ngoan. Nhưng loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hết mọi loài ngựa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa choan. Ngài ban xuống chúng lượm về, Ngài mở tay chúng thỏa thuê ơn phước. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia,
sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên và Ngài đổi mới mặt đất này. Kinh Thánh Matthew đoạn 5 từ câu 1 đến câu 12. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ làm vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Bình an, xin thương ban
Kính lạy Chúa của tình yêu và bình an, Đấng đã hòa giải chúng con và muôn vật bởi Ngài, cho Ngài, trong Ngài. Khẩn xin tình yêu của Chúa chảy qua từng cuộc đời của mỗi chúng con và tràn qua người, để mỗi chúng con có thể nắm tay nhau hiệp nhất trong chức vụ giải hòa và kiến tạo hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân chịu đau khổ từ bạo lực và chiến tranh tại Ukraine, Afghanistan, Myanmar, Pakistan, Haiti, Nicaragua, Congo, Syria, Sudan, Ethiopia và nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những ai kiên trì phục vụ công lý và hòa giải, dù họ sống ở bất kỳ nơi đâu. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng chủ tể trên muôn loài vạn vật. Cảm ơn Cha bởi tình yêu, bởi sự thương xót mà Ngài đã hiệp chúng con làm một. Cảm ơn Chúa bởi sự hiện diện, bởi sự dẫn dắt của Ngài trên mỗi một chúng con, mà Ngài ban phước cái đặc biệt ở trên chúng con, mỗi gia đình của chúng con. Ngài ban phước cái đặc biệt trên, Chúa ơi, cộng đồng con dân Chúa ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam của chúng con, và nhất là thành phố Hồ Chí Minh này. Cảm ơn Chúa, chúng con xin tin sự hiện diện của Chúa giữa vòng chúng con khi dân sự của Chúa thờ phượng tôn cao Ngài. Bởi sự dẫn dắt của Ngài trên chúng con, Đấng hiệp chúng con làm một và cho mỗi một chúng con xích lại gần nhau hơn. Và chúng con hiệp nhất để mang phúc âm, tình yêu, sự cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của tất cả các giáo hội và cộng đồng Kitô giáo của chúng ta. Ước gì họ ngày càng dấn thân hơn trong việc cổ võ sự hiệp nhất hữu hình. Và tất cả những người theo Chúa Kitô, xin cho họ xây dựng những nhịp cầu đối thoại và tình bạn với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng đã tạo ra muôn loài vạn vật, trong đó có tổ phụ chúng con, và Ngài đã duy trì sự sống cho muôn loài vạn vật xuyên suốt cả Kinh Thánh, Cụ và Tân Ước. Thiên Chúa đã lặp đi lặp lại nhiều lần: ta ở cùng con. Đây là lời hứa thường xuyên nhất của Ngài. Nhiều người đã không cảm nhận sự hiện diện của Ngài, nhưng điều đó không khiến cho lẽ thật này được suy giảm lúc nào. Ngài yêu thương nhân loại, và chúng ta là những con cái của Ngài sẽ không bao giờ cô đơn. Đức Kitô đã phán: nếu các con yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết
các con là môn đồ ta. Chúng con cần mở lòng đón tiếp nhau với tình yêu thương quý mến, thì mọi trở ngại đều có thể vượt qua. Chúng con cảm đội ơn Chúa. Xin Ngài ban sự bình an, sự vui mừng và sự phấn hưng ở trong tâm hồn và thể xác của tất cả chúng con. Chúng con cảm đội ơn Chúa. Xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha yêu thương của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài ở cùng gìn giữ và ban phước cho chúng con. Chúng con cầu nguyện cho những anh chị em của chúng con đang bị phân biệt, đang bị đối xử. Chúng con có những đau khổ, chúng con có những rạn nứt, và những nhóm thiểu số của chúng con đang bị bắt bớ. Nguyện xin Chúa Ngài đến, Ngài chữa lành và Ngài an ủi mỗi lòng của chúng con giờ này. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con, nhất là những người xa quê hương. Xin cho tất cả chúng con luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn sống hiệp nhất yêu thương nhau như lời ước mong của Chúa, và chúng con cố gắng sống đẹp lòng Chúa trong từng ngày sống của chúng con. Chúng ta cùng cầu cho những người xa quê hương của mình với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp và đáng trân quý. Cầu cho những người tị nạn, cho những người di dân và những người đón tiếp họ. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin tưởng vào điều Chúa hứa: ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Chúa thì Chúa ở giữa chúng con. Chúng con tin Chúa đang ở đây với chúng con. Xin cho trái tim của chúng con nên một với trái tim của Chúa. Xin thần khí Chúa nới rộng trái tim của chúng con, ban cho chúng con ơn can đảm bước theo Chúa và sống triệt để những gì Chúa muốn nơi chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những nạn nhân của biến đổi khí hậu và sự ô nhiễm, những người đang làm việc để bảo vệ sự sống và công trình sáng tạo, những người phấn đấu để gìn giữ trái đất trở thành nơi cư ngụ cho mọi loài mọi vật. Chúng con cầu xin Chúa. Thiên Chúa từ ai, Cha yêu thương của chúng con, kính lạy Chúa Giêsu Christ đấng đã cứu chúng con, để chúng con là dân thánh thuộc về Ngài bởi dòng huyết quý báu của Chúa tuôn chảy từ đỉnh đầu đến tay chân hông lũng của Chúa, những lằn đòn của Chúa để chúng con được chữa lành yếu đau bệnh tật. Cầu xin huyết thánh của Chúa tuôn chảy trên hết thảy chúng con dân của Chúa, những người tin cậy nơi Chúa là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu Christ giờ phút này.
cầu xin huyết thánh của Chúa tuôn chảy cho chúng con, để tâm hồn chúng con bình an, chúng con đi vào trong sự hiểu biết về chính Ngài, suy tư về chính Ngài, và chúng con yêu thương những người chung quanh, để chúng con khao khát được chân lý của Chúa, chúng khao khát được lẽ thật của Chúa, sự công chính của Chúa được tái lập và tái diễn trên đất này qua phúc âm quyền năng của Chúa Giêsu của chúng con. Cầu xin Chúa ban cho thân thể của Chúa được hiệp thông yêu thương nhau, chúng con nhìn nhau, ứng xử nhau cách tốt đẹp, thấy được những điều tốt đẹp, và chúng con hướng quy hướng về chính mình Ngài là trung tâm của thiên đàng, là trung tâm của sự cứu rỗi, vì không có danh nào khác ban cho loài người để chúng con được cứu trong danh của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa, con hiệp nhau chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Chúa Giêsu Christ, xin Chúa đến viếng thăm con dân của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa đã mời gọi mỗi người chúng con bước theo Ngài trong cuộc sống này. Lạy Cha kính yêu của chúng con, xin Chúa Ngài cho chúng con tấm lòng biết khiêm tốn, biết lắng nghe, để chúng con có thể lắng nghe và chúng con thấu hiểu cho những anh chị em trong cùng đức tin của chúng con. Chúng con biết chúng con chỉ có một niềm tin và chúng con hướng đến Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài cho chúng con đủ yêu thương, đủ lắng nghe, đủ khiêm tốn để chúng con nhận ra nhau, để chúng con có thể cùng hiệp nhất, để chúng con có thể làm những việc lành và vinh hiển danh thánh của Chúa trên đất này. Bởi vì chúng con là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Xin Chúa Ngài hiệp nhất chúng con, Ngài cho chúng con yêu thương và bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho anh chị em của chúng con và cho những người xung quanh của chúng con. Amen. Lạy Chúa, Chúa đã từng chịu đau khổ và Chúa vẫn tiếp tục chịu đau khổ, bị áp bức, bị bóc lột. Chúa là nạn nhân có khi của bạo hành, bạo ngôn, của bất công. Chúng con nhận ra Chúa trong bao người anh em hèn mọn, bao người anh em không có tiếng nói, bao người anh em bị bắt hại vì lẽ công chính. Chúng con hướng lòng đến họ, xin Chúa ban thêm sức mạnh cho họ, tiếp thêm tình yêu và niềm trông cậy để họ vững tin vào lời của Chúa đã hứa. Hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy, vì Thầy đã thắng thế gian. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những nạn nhân của bạo lực, bị quấy rối, bị lạm dụng, không chỉ ở trong giáo hội mà còn ở ngoài xã hội. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những ai kết nối họ trên con đường chữa lành, công lý và tự do. Chúng con cùng cầu xin Chúa.
Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con sẽ chịu cam nhổ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự nghiệp. Ngợi mừng Chúa đến với chúng con, ngợi mừng Chúa đến với chúng con, nhân danh Chúa Trời đang muốn chúc tụng, nhân danh Thiên Chúa đang chúc tụng, ngợi mừng Chúa đến. Chúa đến
Giờ đây chúng con xin mời ông bà Mục sư Võ Xuân Loan, Mục sư Phương Văn Tân từ Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng Việt Nam sẽ có lời chia sẻ với cộng đoàn. Khi suy niệm về tình yêu lớn của Chúa, tâm hồn của tất cả chúng ta đều vỡ tan ra. Khi suy niệm về thập tự giá của Chúa, lòng của chúng ta hạ xuống. Khi suy niệm về ơn cứu rỗi lớn lao của Chúa Giêsu, lòng của chúng ta dường như không còn muốn giữ lại cho mình bất cứ một điều gì nữa cả. Vì ơn Chúa quá lớn. Chúng ta được gọi Ngài là Cha. Và nhân danh cứu Chúa Giêsu đến với Thượng Đế toàn năng bằng cụm từ Cha yêu dấu của con, lòng của chúng ta tan vỡ. Vì chúng ta là ai mà được Chúa nhớ đến? Loài người là chi mà Ngài lại nhấc chúng ta lên? Từ vị trí của một tội nhân trở thành một thánh nhân, từ chỗ chết qua sống, từ chỗ mất qua còn, từ chỗ không xứng đáng mà trở nên người được Chúa yêu và Chúa gọi bằng con yêu dấu. Chỉ bao nhiêu đó thôi, chúng ta đủ thấy cuộc đời của mình vô cùng phước hạnh, vô cùng bình an, hạnh phúc. Nhưng niềm bình an và hạnh phúc đó vẫn chưa trọn khi chúng ta nhìn ra ngoài kia ngay buổi tối hôm nay. Trong sự hiệp nguyện đầy tình thương của Chúa chan hòa trong từng hơi thở, từng bầu khí quyển ta đang thở, thì hàng trăm ngàn người ở bên ngoài chúng ta đang khốn khó. Tha nhân đang có những tiếng kêu trời, và chúng ta cầu nguyện để những tiếng kêu la đó của họ có thể thấu đến ba ngôi Đức Chúa Trời, đấng ban sự cứu rỗi cho nhân loại. Buổi tối hôm nay, khi suy niệm về tình yêu lớn của Chúa, chúng ta được kết hợp với nhau qua dòng huyết quý báu của Chúa Giêsu. Tôi muốn thưa với tất cả anh chị em, các vị tôi tớ của Chúa, về linh hồn đáng bị hư mất đời đời, mà ngày hôm nay chúng ta có thể kêu gọi linh hồn của chúng ta quy tụ lại đêm hôm nay để cùng chúc tụng Đức Giê-hô-va. Tất cả mọi điều ở trong chúng ta đêm hôm nay dùng để ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn của tất cả anh chị em, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va, đấng thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức, Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối đãi với chúng con theo tội lỗi của chúng con, cũng không báo trả chúng con theo sự gian ác của chúng con. Vì các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta
cách chúng ta bấy nhiêu. Cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng thương xót chúng con, là những kẻ kính sợ nào, kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái của mình vậy. Vì Ngài biết chúng con được nắng lên từ đâu. Ngài nhớ lại rằng chúng con vốn từ cát bụi, và đời của chúng con giống như cây cỏ, như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội. Khi cơn gió thổi trên bông hoa thì nó chẳng còn, chỗ nó cũng không còn nhận biết nó nữa. Nhưng lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài, và đức công chính của Ngài dành cho chắc chích của họ, tức là cho những người gìn giữ giao ước của Ngài và ghi nhớ các kỷ cương Ngài để làm theo. Cảm ơn Chúa. Và tối hôm nay chúng con thưa với Chúa rằng chúng con ao ước được làm theo lời Chúa, và nguyện Chúa cho chúng con dựng lại lẽ thật của Chúa đang bị vấp ngã giữa đường phố, để dân tộc của chúng con được nghe và được biết về tình yêu, về quyền năng và ân điển của Ngài. Cảm ơn Chúa. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng con cảm đội ơn Chúa, và chúng con hiểu rằng Ngài đến thế gian là để cứu cho những người có tội. Ngài đã gặp người đàn bà ở trên giếng nước, và bà đã đi nói với mọi người rằng Ngài chính là Đấng Christ, Ngài chính là Đấng cứu thế. Ngài đã đến nhà Sa Chê, và ông đã cảm động lấy nửa gia tài của mình mà chia cho người nghèo. Và ông nói rằng nếu ông làm thiệt hại cho ai, ông sẽ đền cho họ gấp 4 lần. Lạy Chúa, Ngài là đấng yêu thương mọi người. Và chúng con sống ở trong một thời đại mà chúng con đã chứng kiến rất nhiều biến cố, và rất nhiều người bị bỏ lại phía sau ở trên thế giới này. Động đất, đói kém, dịch lệ, chiến tranh. Đây là những lời tiên tri mà các môn đồ Chúa hỏi Chúa về thời kỳ cuối cùng. Và cách đây 2600 năm, tiên tri Daniel đã tiên báo về thời kỳ cuối cùng, là nhiều kẻ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Và thời kỳ chúng con đang sống là thời kỳ mà những điều tiên báo đã xảy ra. Chúa nói chưa phải là cuối cùng. Và khi nào tin mừng được rao giảng cho khắp muôn dân trên đất, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Trong 25 câu Kinh Thánh là có một câu nói về việc mà Chúa sẽ tái lâm, việc mà Chúa sẽ trở lại. Thưa Chúa, sự sống đời đời là điều cực kỳ quan trọng đối với mỗi người ở trên thế giới này. Và thiên đàng là một tài sản mà không có gì ở trên thế giới này có thể so sánh được. Chúng con đang trên đường để được Chúa khoác chiếc áo công bình, chiếc áo công chính để có mặt ở trong thiên quốc. Chúng con cảm đội ơn Chúa. Và chúng con cũng có cơ hội được gặp một suối nguồn yêu thương vô bờ bến, đó là Đấng Cơ Đốc, Đấng yêu thương, Đấng cứu thế của tất cả chúng con. Xin Ngài ban cho sự hòa bình,
sự yên ổn, sự bình an cho tất cả chúng con và cộng đồng của chúng con. Xin Chúa ban sự vui mừng, sự thịnh vượng về thể xác cũng như tâm linh cho tất cả chúng con. Và chúng con sẽ không quên rao giảng tin mừng của Chúa để chuẩn bị đón ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm đổi ơn Chúa. Xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen. Kính lạy Chúa, tình yêu và sự hiệp nhất của Chúa kéo chúng con lại đây để chúng con kinh nghiệm rằng thân thể của Chúa lớn hơn những gì chúng con có thể kinh nghiệm. Xin Ngài gửi chúng con trở về để mỗi chúng con mang khuôn mặt của đấng yêu thương, khuôn mặt của người dám đưa tay ra để đón nhận bạn của tội nhân, để dám yêu thương, để minh chứng rằng chúng con là môn đệ của Chúa. Xin Ngài giúp chúng con có thể trở nên chứng nhân của tình yêu trong sự hiệp nhất, trong mọi nơi chúng con sống, chúng con làm. Lạy Chúa, chúng con khát khao đến ngày mọi lưỡi, mọi đầu gối, mọi dân tộc, mọi sắc dân sẽ tôn cao Chúa là Chúa của cả hoàng vũ. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thành nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi. Năm chúng tôi tan mất như hơi thở, tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa thì theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa. Ai biết sự nóng nảy Chúa, cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Chúng con nhân danh Chúa nguyện xin tình yêu của Ngài đầy dẫy trên mỗi một chúng con. Bởi sự ban phước của Ngài, bởi sự hiệp nhất của Chúa, bởi sự cứu rỗi của Chúa Jesus Christ trên từng đời sống của chúng con. Và chúng con tin rằng sự hiện diện của Ngài khi con dân Chúa hiệp nhau cầu nguyện, tôn cao, chúc tán Ngài. Chúa, Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo và kiện toàn hội thánh của Chúa. Xin Ngài dẫn dắt và hướng dẫn chúng con làm theo ý muốn Ngài, để mỗi một chúng con được đẹp lòng Ngài. Tạ ơn Ngài, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha từ ái chúng con. Chúng con biết ơn Chúa vì giờ tĩnh nguyện chúng con đến với Ngài, và con tin rằng Chúa lắng tai nghe lời kêu cầu của chúng con, những người công chính, những người than thở cho đất này, cho đất nước, dân tộc của chúng con, người khao khát đất nước này được thay đổi, vận mệnh đất nước này tùy theo và những lời cầu nguyện của con dân Chúa, dân linh ba ngôi thánh của Chúa Trời. Chúng con tin rằng Chúa là đấng ở gần chúng con, ở gần những người có lòng thành thật cầu khẩn Ngài. Cầu xin ba ngôi Thiên Chúa
luôn ban phước và phù hộ cho hết thảy chúng con, những người tìm kiếm Chúa. Cầu xin Ngài chiếu sáng mặt Ngài và làm ơn cho hết thảy chúng con là những người khao khát Ngài, những người trông mong nước của Ngài mau đến trên trần gian này. Cầu xin tình yêu của Ngài, ân điển của Ngài và quyền năng của Ngài cứ ở với chúng con để tỉnh thức cuộc đời của chúng con, để chúng con là những người sống yêu Chúa và chúng con yêu tha nhân, sống kêu cầu danh thánh của Chúa cho đến khi nước của trời được đến trên đất này. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con hiệp nhau chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để nhờ Người chúng con có đủ sức mạnh trước mặt người thế, chúng con trở nên nhân chứng tin mừng. Xin cho tất cả chúng con thuộc về nhiều giáo hội khác nhau, dù Tin Lành, Anh Giáo, Chính Thống hay Cộng Giáo, xin cho tất cả chúng con đều trở nên nhân chứng của Chúa, trở nên môn đệ của Chúa bằng đời sống hiệp nhất yêu thương, bằng đời sống luôn tin tưởng cậy trông phó thác vào Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta cùng xin nài xin phép lành của Chúa. Xin quý vị mục sư cùng với chúng tôi để nài xin Chúa ban phúc lành cho anh chị em, cho gia đình, cho tất cả mỗi người trong chúng ta. Và xin phép quý vị cho tôi đọc theo công thức của chúng tôi. Chúa ở cùng anh chị em, hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen.
Son of the Virgin Mary. Thank you.
song shall sing to you. You have done wondrous things, O God. Let this be known, let this be known throughout the thank you.
Cha và Con và Thánh Thần.